Lưu Đa Cấp cầm cái mic lên và bắt đầu đi nào. Chúng ta cùng nhau chọn người đi trước. Một, theo nhìn đếm của tôi nhá. Một, hai, ba. Và gió là người bay trước. DJ, drop the beat. Yeah, my check, my check. Yeah, okay, everybody, the mic, ay. Turn it up, turn it up. Yeah, 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 yeah. Turn it up, turn it up. Tao tao bảo thật hay nhờ. Mày đi xuống đi em, không phải sạc sao bây giờ. Okay, mày cũng là ngu hơi. Bây giờ tao bảo là mày ok đầu mày, cố mày cưa đôi. Ngoài trời mưa rơi, nhưng mà bây giờ tao chửi mày thì vẫn là chưa thôi. Ok, bật tao mày hư nhé boy, thằng em tao giết một thằng áo xanh, kết cục mày cũng như thế thôi. Mày sẽ bị loại khi mà bây giờ tao bảo mày là thằng bị hại. Ok, tao bảo mày mặc cái áo, nhưng mà bây giờ tẻ nhìn thấy ngáo, nhìn mày ok và ngáo ngáo, nhưng mà bây giờ tao cho mày ăn cháo cháo. Bố mày khuyên mày là tốt nhất đừng có láo nháo, bởi vì tao gọi mày chính là một thằng báo báo. Mày là con báo lợn, nhưng mà bây giờ tao thấy mày như mặc áo trộm. Đến lượt Lưu Đà Cấp này. Lưu Đà Cấp. Fuck it. Đứng ở đây thì tao là thằng trội căng ngơn. Xin chào tất cả mọi người và xin chào hội văn ngơn. Tao biết cái con chó này nó là không nghề lần. Nó bảo tao báo nhưng nhìn nó đắt gì thằng đồn chỉ bận. Tao bảo mình ngông hơn. Thắng lại tao mua kéo để cho mày phải cạo cả lông chân. Khi mà tao biết rằng mày sủa này, tao một phút tưởng niệm của mày. Không biết rằng mày hôm nay mày phải chốc flow. Khi mà tao đang nói thì không phải tao chốc đâu. Mày không phải là cú sét, nhưng mà tao biết mỗi đêm thằng chó này không thể nào sắp lâu. Tao biết cho mày không phải khá nổi ai. Loại mày một đá thổi bay. Ok. DJ. Yeah. Ok, bật chạm vào tay để cho những đấu thủ cuối cùng của chúng ta đi nào. Yeah, tao gọi mày là thằng tao. Bố mày đây vào côn thế nhưng mà tao thấy đi nó chẳng sao. Bây giờ bố mày bảo là bố mày freestyle thì nó là ăn em. Mày nhận mày mà hip hop nhưng mà mày đéo hip hop bằng tao. Ok. Bố mày đang đánh quá đau. Mày lại hip hop là để kết nối chứ không phải ngồi đấy để mà đánh giá đâu. Bố mày có thể nào mà hiểu được. Khi mà tao nhìn sang bên kia fan ơn của mày toàn mấy em tiểu học. Người ta bây giờ bao giờ là mày em phải hiểu được đâu. Kêu bố mày chơi như này, người ta bảo là tao chơi mượn. Ok, mà bây giờ tao bảo là mày phân tâm thêm 10 tập nữa thì tao cũng chơi được. Ok, và Lưu Đà Cấp nào, Lưu Đà Cấp nào. Giám khảo 3, 2, 1. Okay.